chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 1 năm 2023 của Mạnh với lớp 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tây Linh, đài An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh với lớp 1, một đăng ký một like nha.